Kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu, em là bác sĩ Vũ Thị Thu Trang. Hôm nay em rất là hân hạnh được trình bày kết quả báo cáo sau 6 tháng ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Phần báo cáo của em có 5 nội dung. Thứ nhất là đặt vấn đề tổng quan, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận. Thì như các anh chị thầy cô đã biết thì hiện tại cái lĩnh vực nghiên cứu về tế bào gốc đang được triển khai rất là nhiều trên thế giới cũng như ở Việt Nam, và nó đang trở thành một cái phương pháp điều trị mới và hứa hẹn rất nhiều cái hiệu quả. Thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái bệnh lý mà trong đó quá trình viêm mãn tính kéo dài, phá hủy và tái cấu trúc phổi dẫn tới những cái hậu quả tàn phế và tử vong, và sẽ trở thành gánh nặng cho bệnh nhân cũng như là gánh nặng về y tế cho xã hội. Việc tối ưu hóa điều trị hiện nay đang được phát triển rất nhiều loại thuốc mới, tuy nhiên nó không cải thiện được tiến triển của bệnh. Liệu pháp tế bào gốc với cái hy vọng vào cái tính biệt hóa và tính điều hòa miễn dịch, tái tạo mô là một cái hướng mới trong nghiên cứu, và người ta đã có một số nghiên cứu trên thế giới về tính an toàn của tế bào gốc trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và vì vậy thì chúng em đã tiến hành cái nghiên cứu này. Đây là một nhánh trong cái đề tài nghiên cứu cấp nhà nước ở Bệnh viện Bạch Mai. Với cái mục tiêu của chúng em là nhận xét kết quả sau 6 tháng điều trị bằng ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương cho các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Trung tâm Hội Bệnh Ngài. Như các anh chị thầy cô đã biết thì trong COPD thì cái cơ chế viêm là đóng vai trò rất quan trọng, và với sự tham gia của các tế bào viêm và các cái chất trung gian gây viêm, nó sẽ dẫn tới phá hủy cấu trúc phổi và dẫn tới là mất cân bằng các cái phản ứng viêm, các cái phản ứng trong phổi, dẫn tới hậu quả cuối cùng là bệnh nhân sẽ có các triệu chứng khó thở, cuối cùng dẫn tới tàn phế và thậm chí tử vong. Tủy xương thì là một cái nguồn cung cấp tế bào gốc đã được nghiên cứu và ứng dụng rất sớm trong các bệnh lý huyết học. Và trong các cái tế bào gốc từ tủy xương lại bao gồm các tế bào gốc trung mô, các tế bào gốc tạo máu, các tế bào tiền thân nội mạc. Và hiện tại thì người ta đang hy vọng vào cái cơ chế tác dụng của tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bởi vì tế bào gốc trung mô nó có khả năng ức chế lympho T để hạn chế sản sinh các cái tế bào lympho B, điều hòa sự tăng sinh tế bào diệt tự nhiên, ức chế việc chết theo chương trình. Đồng thời nó cũng có cái khả năng làm giảm các chất trung gian gây viêm. Do vậy thì nó sẽ điều hòa được cái phản ứng viêm trong phổi, và người ta cũng hy vọng vào cái khả năng tái tạo. Hiện tại trên thế giới thì đã có 3 cái nghiên cứu được thực hiện trên người vào năm 2013 của tác giả Wales, 2011 của Ribeiro Pes và năm 2016 của tác giả Stork. Thì với các cái 3 cái nghiên cứu này, hiện tại thì các kết quả họ đều có thấy rằng là không có độc tính, không có biến cố nghiêm trọng hoặc tử vong. Tuy nhiên thì cái việc hiệu quả của nó thì người ta mới chỉ có một số các kết luận rất là hạn chế. Đó là người ta thấy có sự cải thiện về CRP trong vòng 1 tháng sau truyền này, hoặc là người ta có thấy có sự cải thiện về chức năng hô hấp, cải thiện về sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và người ta cũng trong cái nghiên cứu của Stock năm 2016, người ta thấy có cái sự tăng biểu hiện tế bào CD31 ở màng phế nang. Nghiên cứu của chúng em bao gồm 14 bệnh nhân COPD giai đoạn trung bình và nặng từ 40 đến 80 tuổi tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, và có chỉ số FEV1 dưới 60%, có ít nhất 2 đợt cấp hoặc là ít nhất 1 đợt cấp phải nhập viện trong 1 năm trước đó, và bệnh nhân tình nguyện tham gia nghiên cứu điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc tự thân từ tủy xương. Bệnh nhân sẽ được sàng lọc và rất là chặt chẽ, và có bất kỳ tiêu chuẩn nào trong các cái tiêu chuẩn sau, bệnh nhân sẽ không được tham gia nghiên cứu. Ví dụ như là có các bệnh lý phổi khác, có thiếu hụt men alpha 1 antitrypsin, cân nặng dưới 40, bệnh nhân đang có những cái đợt nhiễm trùng hoặc là đợt cấp nặng và nhập viện trong vòng 4 tuần. Bệnh nhân chưa bỏ thuốc hoặc mới bỏ trong vòng 6 tháng. Bệnh nhân có con đang cho con bú, đang có thai hoặc là dự định có thai. Các bệnh lý mãn tính không ổn định như bệnh tim mạch, bệnh gan, bệnh suy thận, vân vân. Bất cứ bệnh lý nào mà theo cái ý kiến nghiên cứu của báo cáo viên, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguy cơ mất an toàn khi tham gia nghiên cứu. Rồi bệnh nhân có tiền sử hoặc là đang có các cái khối u hoặc ung thư, có bất thường về tăng sinh tế bào, bệnh nhân có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, và bệnh nhân có các cái tiền sử phản ứng thuốc, vân vân. Về phương pháp nghiên cứu thì đây là một nghiên cứu can thiệp thử nghiệm lâm sàng và có theo dõi dọc. Bệnh nhân đang được tiến hành từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, được thực hiện tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Huyết học Bệnh viện Bạch Mai. Cái sơ đồ nghiên cứu thì chúng em tiến hành sàng lọc cho bệnh nhân. Sau đó
Sau đó bệnh nhân sau khi được sàng lọc và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chẩn đoán, các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ sẽ được thực hiện lấy tủy xương tại phòng mổ. Dịch tủy xương sau đó sẽ được xử lý bằng hệ thống máy CPAC2 để tạo ra được cái khối tế bào gốc. Sau đó bệnh nhân sẽ được truyền cái khối tế bào gốc này và theo dõi trong phòng mổ. Sau đó bệnh nhân ổn định sẽ được chuyển về trung tâm hô hấp. Và sau đó hàng tháng, mỗi tháng một lần bệnh nhân sẽ được tái khám định kỳ và sẽ được khám lâm sàng cũng như làm các xét nghiệm theo cái protocol chung. Các chỉ số chúng em nghiên cứu đó là các cái bộ câu hỏi CAT, MRC, bộ câu hỏi Saint George. Bệnh nhân được làm test đi bộ 6 phút, khám lâm sàng, ghi nhận các đợt cấp, ghi nhận các cái biến cố bất lợi mà bệnh nhân có. Bệnh nhân sẽ được thực hiện các cái xét nghiệm như là khí máu động mạch, đo chức năng hô hấp và đánh giá các chỉ số viêm trong máu sau 6 tháng. Và kết quả của chúng em như sau ạ. Về đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu thì tuổi trung bình là khoảng 65 tuổi, thấp nhất là 54 và cao nhất là 79 tuổi. Cái việc hút thuốc lá thì cái số bao năm trung bình là 18,7 cộng trừ 11. Cái BMI là 20,9 cộng trừ 1,9. Cái về về mặt mà mức độ nặng của mức độ tắc nghẽn đường thở thì trong cái tất cả các bệnh nhân của chúng em đều có mức độ tắc nghẽn đường thở nặng cho đến rất nặng. Trong đó tỷ lệ bệnh nhân có mức độ tắc nghẽn đường thở rất nặng là 42,8%. Sau 6 tháng điều trị bằng tế bào gốc tự thân từ tủy xương, chúng em thu được kết quả như sau. Cái điểm các cái thang điểm về CAT và MRC trước truyền và sau truyền 6 tháng thì hiện tại chúng em chưa có thấy có sự thay đổi. Trước truyền điểm CAT trung bình là 25,1, sau truyền là 2,8, tuy nhiên cái P là 0,16. MRC trước truyền là 2,2, sau truyền là 2,0. P bằng 0,0 0,5. Mặc dù có cái sự có vẻ nó có cái xu hướng giảm nhưng mà nó chưa đạt được ý nghĩa thống kê. Thang điểm Saint George trước và sau truyền 6 tháng thì cũng tương tự như vậy. Cũng chưa có cái ý nghĩa thống kê trong sự thay đổi. Tuy nhiên có một cái chỉ số rất là đáng phấn khởi, đó là cái test đi bộ 6 phút. Trước truyền tế bào gốc thì trung bình bệnh nhân đi bộ được 354 m. Sau truyền 6 tháng thì cái con đường này đã tăng lên được là 419,9 m và sự thay đổi này là có ý nghĩa thống kê. Về cái chỉ số viêm thì CRP trước truyền trung bình là 0,18 và sau truyền là 0,25, tuy nhiên P cũng bằng 0,158, nó cũng chưa có ý nghĩa thống kê. Cái này thì nó cũng tương tự như là cái nghiên cứu của tác giả Wales và cộng sự năm 2013 thì người ta cũng chỉ thấy là CRP sau 1 tháng có sự giảm bớt, còn sau đó thì các thời điểm khác nó không thay đổi. Chỉ số khí máu động mạch thì mức độ pH cũng như CO2 và oxy trước và sau truyền 6 tháng đều nằm trong cái giới hạn gần như bình thường với pH là 7,42, CO2 là 45, oxy là 73 sau trước truyền và 76 sau truyền và chưa có sự thay đổi của những thống kê sau 6 tháng. Chức năng hô hấp trước và sau truyền 6 tháng thì chúng em thấy rằng là cái chỉ số Gansler trung bình là 0,44. Cả trước và sau truyền vẫn giữ nguyên là 0,44 và chưa có sự thay đổi. Về các biến cố bất lợi ghi nhận thì quá trình chọc dịch tủy xương và dưới gây tê tủy sống ở phòng mổ thì không có bệnh nhân nào có cảm giác đau, bị chảy máu hay là tụ máu vết chọc, không có nhiễm trùng ở vết chọc. Tuy nhiên ngay sau chọc hút dịch tủy xương thì có 3 bệnh nhân có biểu hiện hạ huyết áp, chóng mặt, buồn nôn. Tuy nhiên bệnh nhân đã được xử trí bằng truyền dịch và theo dõi sau đó hoàn toàn ổn định. Trong 1 tuần sau truyền tế bào gốc thì có 3 bệnh nhân sốt trong ngày đầu tiên. Còn lại sau đó thì bệnh nhiệt độ giảm và không có bệnh nhân đã được nuôi cấy máu, được lấy các bệnh phẩm để cấy, được cấy đờm, cấy cấy nấm vân vân, tất cả các quả đều âm tính. Không có bệnh nhân nào có biến cố nghiêm trọng. Trong 6 tháng theo dõi thì không có biến cố nghiêm trọng nào được ghi nhận. Cái này cũng tương tự như các tác giả Wales cũng như là Ribeiro và Stock là thực hiện 3 nghiên cứu thì trong 3 nghiên cứu đấy họ cũng không thấy có một cái tác dụng phụ nào nghiêm trọng cũng như là không có bệnh nhân tử vong. Như vậy chúng em có 2 kết luận: điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng tế bào gốc tự thân từ tủy xương bước đầu không thấy có các biến cố bất lợi nghiêm trọng trước, trong và sau truyền trong ngắn hạn, và chúng em thấy bệnh nhân có xu hướng cải thiện được về triệu chứng lâm sàng và khả năng gắng sức. Và đây là những cái kết quả bước đầu cũng rất là đáng phấn khởi.
Nhóm nghiên cứu của chúng em bao gồm các bác sĩ ở trung tâm hô hấp, bác sĩ ở trung tâm ung bướu, bác sĩ huyết học và rất nhiều sự giúp đỡ của các bác sĩ nội trú trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Chúng em xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Vâng.